Xin chào, đã lâu lắm rồi chị chim xinh không tô màu tranh cát về chú mèo ú Doraemon đúng không nè? Và ngày hôm nay chị sẽ tiếp tục vẽ và tô màu tranh cát về chú mèo ú đến từ tương lai vô cùng dễ thương này nhé. Đầu tiên thì chị sẽ sử dụng bút màu lông để vẽ hình chú mèo ú Doraemon của chúng ta. Chú ấy đang cười rất là tươi với túi thần kỳ ở phía trước nè. Và sau khi mà đã vẽ xong rồi thì chị bắt đầu bóc lớp viền đầu tiên nhé. Lớp viền này sẽ làm cho bức tranh cát của chúng ta thêm nổi bật. Và lớp viền này thì các bạn có thể chọn tô màu đen nè, hoặc là tô màu trắng, hoặc là tô bất kỳ màu gì mà các bạn thích nhé. Nhưng đa phần thì chị nghĩ chúng ta vẫn nên sử dụng màu đen là tốt nhất, vì màu đen nó sẽ làm nổi bật lên các màu còn lại. Sau phần tô viền rồi thì chúng ta sẽ đến với nhân vật mèo ú này nhé. Và chắc hẳn ai cũng biết mèo ú của chúng ta có màu xanh, màu xanh dương đậm nha. Một lưu ý nho nhỏ, khi chúng ta kết hợp giữa màu xanh và màu trắng thì hãy ưu tiên sử dụng các màu trước nhé. Còn màu trắng thì chúng ta sẽ để tô sau cùng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tô mũi nè, miệng nè, và cả vòng cổ nữa nhé. Thông thường thì những khu vực nào mà có cùng màu với nhau thì chị sẽ bóc cái lớp keo lên một lần và chúng ta tô một lần cho gọn nha. Tiếp theo đây là phần gương mặt nhé. Và những vùng này thì chị sẽ sử dụng cát màu trắng. Chiếc vòng cổ của mèo ú sẽ là kết hợp giữa hai màu, màu đỏ và chiếc chuông màu vàng. Giờ thì xuống phần thân dưới nè, và phần này cũng sẽ là màu xanh kết hợp với màu trắng. Tô màu chú mèo ú Doraemon khá là đơn giản, vì những màu sắc của chú chỉ gồm những màu xanh dương đậm nè, đỏ nè và trắng, rồi có thêm một ít vàng và màu cam. Cuối cùng thì chúng ta bóc lớp nền lên và sau đó chọn một màu nền thích hợp để tô lên nhé. Ở đây thì chị sẽ sử dụng cát màu cam. Bức tranh cũng đã hoàn thành xong rồi, các bạn chấm điểm cho bức tranh này để lại bình luận ở bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.